Và thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của gia đình bác Nguyễn Văn Tân. Mù con mắt, một cái tai, giờ con mắt còn lại nó bị dễ cá, bị mờ nữa. Hai cô chú không có con mà chú vẫn luôn chăm sóc cô, mặc dù cô bị bệnh nhưng mà hai người vẫn được tựa với nhau. Vợ chồng không có con cái gì hết á, trên này cũng không có thân nhân, nhưng mà xảy ra tai nạn á là bị tai biến vậy đó, cũng mười mấy năm rồi. Hơn nữa tư tưởng tinh thần bà cũng không biết gì hết. Bây giờ bỏ bà gì tội lắm, bây giờ biết là sao, chú phải gồng gánh chú roi bà. Khi nằm bệnh viện Chợ Rẫy đưa bên quận 8 nằm rồi đó, một cái tháng trời mê man không biết gì nằm đó, rồi chú phải ngồi chăm sóc đút cơm đút cháo. Mà khi mà tỉnh mắt lại đó, vừa chớp chợt hơi tỉnh lại, chỉ biết có một tên chú thôi. Ông Tâm ơi, vậy thôi. Nhưng mà cái tiếng gọi của bác lúc đó là được, rất là có giá trị đối với chú. Tại vì bác nằm mê man liệt không ở đâu, không nói năng gì đó. Ở gọi được cái tên tôi được rồi, tôi rất là mừng. Từ từ cái nằm đó trên nó mới phục hồi chức năng lại, rồi mới xuất viện về. No rồi thì em lại vô nhà cũng nghỉ được. Trước đó bà còn cầm cọc cái số được, thí dụ đẩy tới chỗ nào đó, bà cũng chìa cái tay ra mời, nhưng mà không nói được thôi. Còn bây giờ bà hết biết chìa hết gì chứ, đi ra đó đi không nổi chứ phải kè ra ngồi ghế đó. Sáng mua cà phê hay là cái gì đó cho bà uống rồi bà ngủ rồi đó. Chứ để bà ngồi gục gục dưới này nó không được thoải mái, cho bà ngủ mãi cho thoải mái một chút. Xe cộ nó mất hết rồi đâu có đẩy bà đi được. Cái xe đẩy á, để bà thông á, mấy người hút rác á, tưởng nó xe bỏ nó hút luôn chiếc xe rồi. Không có chiếc xe nữa đó, sao đẩy bà. Còn chú đi chạy chứ đạp rọt rẹt vậy đó, nó khỏe một chút. Đợi bà mệt thì bà bị gian nắng gian nôi rồi chú đẩy đi cũng cơ cực lắm. Có tôi đi thì với bà không ai trông. Còn thí dụ bây giờ bà ở nhà bây giờ đó thì tôi phải chạy chừng tiếng hộ thôi bà chạy về, thì có đi tới bò tới luôn té ngã rồi đó, nó phiền phức nữa. Tiểu tiện bà không có biết bà tiểu lúc nào hay là bà tiện lúc nào. Để vô đi, đẩy đi, quần áo tuột hết rồi. Thì mình phải thay quần thay áo cho bà, hay là những đồ dơ mình giặt giũ. Giờ theo vì chú quan niệm chú nghĩ á, thì sống ngày nào hay ngày đó, chứ mà tương lai thì nó cũng mù mịt. Bây giờ ước mơ của chú á, thì cũng cần chú vốn chẳng hạn mua bán thì chút đường hay gì đó gần gũi bà rồi bà tiện hơn. Nó nghe cũng cần chiếc xe lăn để đẩy cho bà đi. Tại chiếc kia nó bị đã lấy rồi, mất chú cũng ước mơ như thôi. Mình không có đòi hỏi gì quá đáng. Tay bưng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Em cảm thấy rất là khâm phục cái tình cảm mà cô chú dành cho nhau. Tôi sẽ hát cho hoàn cảnh của chú Tân để giúp đỡ một phần nào đó cho chú khi về già. Bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó
chùa đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, nay giấc mơ chưa bao giờ em về. Kim Anh xin chào anh Đại Nghĩa. Với câu chuyện mà Kim Anh đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay, câu chuyện của gia đình bác Nguyễn Văn Tân, chắc chắn một giấc mơ bình yên với tiếng chuông chùa như thế lại là một cái điều vô cùng xa xỉ. Con xin mời bác lên sân khấu ạ. Bình thường công việc của bác là mình đi bán vé số phải không ạ? Dạ, bán vé số dạo để nuôi bà. Dạ, bán vé số dạo. Nhưng mà rồi khi mình đi như vậy, bác ở nhà, bác gái ở nhà một mình đó rồi làm sao ạ? Không có bà ở nhà thì coi như bà cũng không biết gì, mình canh giờ dắt bà đi đứng để vệ sinh cho bà. Đi chừng khoảng chừng tiếng đồng hồ mình hoành lại. Là cái một tiếng đồng hồ là mình phải quay trở lại nhà để mình xem coi tình hình bác gái như thế nào. Và bác đã phải chăm sóc cho bác gái như vậy là đến nay là bao nhiêu năm rồi ạ? Bà từ bệnh tới giờ là khoảng chừng mười mấy năm rồi đó. Dạ, từ lúc là bệnh là mười mấy năm rồi. Mười năm nay bệnh đó. Vậy lúc mà bác gái chưa bệnh thì như thế nào chú? Thì bà cũng... lúc đó là bác gái có đi làm mua gì bán không ạ? Phụ bán vé số rồi ở ngoài đường á. Dạ dạ. Rồi sao bà bị bệnh rồi tới bây giờ không có mua bán được. Dạ. Thì chú phải săn sóc cho bà. Dạ. Bây giờ đó vợ chồng cũng không có con cái, hoàn cảnh cũng chật vật, bây giờ mà bỏ bà thì ai đâu chồng ai đâu coi, mà lương tâm mình không cho phép. Bây giờ lúc mà nó lành lặn với nhau thì mình chung sống nhau. Bây giờ bà bệnh tật vậy đó thì mình cũng cố gắng để mà giúp cho cho bà. Dạ, hai bác sống với nhau tính đến nay là được bao nhiêu năm rồi ạ? Coi như là sống tới với bà năm nay khoảng chừng 35 năm. Ồ. Một cái hành trình rất là dài, 35 năm ở bên nhau. Mà nói về cái mặt tích cực á thì em cảm thấy là đây là một hình mẫu của một cặp vợ chồng già yêu thương nhau mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn, mặc dù về cơ thể, về sức khỏe không có còn lành lặn gì hết, nhưng vẫn chọn để ở cùng nhau. Bác vẫn chọn để chăm sóc bà. Thì đây là một cái bức tranh rất là đẹp. Con rất là ngưỡng mộ cái tình cảm của hai bác. Hồi nãy trong cái đoạn clip con xem á, con có thấy bác nói sơ qua về bác bị mất chiếc xe lăn. Mà chính vì mất cái xe lăn cho nên là bây giờ không có đẩy bác gái đi được. Chứ lúc trước là mình đi bán vé số là mình có đẩy bác gái có theo phải không ạ? Có bán. Dạ, dạ. Nhưng mà tại sao mình mất cái xe đó ạ? Dựng ở bên hông chỗ nhà trọ đó. Rồi mấy người ta hốt rác ra, ta tưởng là xe bỏ rồi đó. Lấy luôn. Dạ. Và từ khi mình mất cái xe là mình không có đẩy bác gái đi cùng được, là phải để ở nhà. Vậy bây giờ con xin phép con được tặng cho nhà mình một chiếc xe lăn. Được không ạ? Dạ. Con gửi kèm thêm 3 triệu đồng nữa nghe. Cái này xin phép với giám khảo trước, thường giám khảo sẽ là người mở lời. Nhưng mà bởi vì đây đang nói về câu chuyện chiếc xe lăn của bác và bác gái nha, con hy vọng rằng bác sẽ có cái xe, một cái phương tiện để đẩy bác gái đi cùng. Hai vợ chồng cũng hữu hỷ với nhau và bác đỡ phải vất vả trong cái việc là cái phải chạy tới chạy lui chăm nom cho bác gái nữa nha. Em nối tiếp anh Nghĩa, em gửi bác 5 triệu. Con thực sự quá xúc động. Con ngưỡng mộ tình cảm của chú dành cho cô nữa. Con ngưỡng mộ vô cùng. Con xin gửi đến cô chú 10 triệu nha. Con Ngọc Sơn thương lắm nha, chú nha. Con ngưỡng mộ lắm nha. Dạ.
Dạ, cảm ơn. Hy vọng rằng với số tiền này, chưa kể một lát nữa Kim Anh tham gia chương trình, mình có giải thưởng, có thêm khoản tiền nữa, mình gửi cho nhà mình luôn bác ha. Dạ, dạ. Dễ thương vậy không? Bác tuy là cực khổ nha, nhưng mà trong cái cách nói chuyện của bác á, mình vẫn thấy được cái sự lạc quan. Dạ, đúng rồi. Thấy được cái sự lạc quan chứ không phải một cái sự mà bế tắc hay tuyệt vọng từ bác đâu. Con hy vọng rằng bác luôn giữ cho mình được cái tinh thần như vậy để chăm cho bác gái ở nhà. Giống như bác nói á, lương tâm mình không có cho phép để mình bỏ. Cho nên là vẫn phải tiếp tục gắn bó với bác gái và chăm sóc bác hết sức của mình bác nha. Dạ đúng rồi. Giờ bây giờ con mời bác về chỗ nè. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với Kim Anh. Khi mà Kim Anh bước ra sân khấu, chị nói trong bụng, trời ơi, sao mà xinh thế, như một nàng công chúa, như một cô tiểu thư vậy. Và khi mà em hát, cái giọng hát của em nó cũng rất là dễ thương, nó cũng rất là trong trẻo. Với một cái phần trình diễn như vậy thì chị nghĩ là tròn trịa. Khi mà nghe giọng hát của em, có một bài hát Giấc Mơ Trưa, và đặc biệt là cái phía sau, cái background của em là một những cây trúc cây tre, trời ơi, nghe nó đã lắm luôn á. Từ này đến giờ anh nói thiệt luôn là giọng hát em đã trong veo y như là cái background phía sau. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Xin mời ba thí sinh, chúng ta hãy cùng quay trở lại sân khấu để chờ đợi điểm số của mình từ chiếc máy chấm điểm thông minh.